Xin chào mừng anh chị đã đến với trung tâm ô tô chi nhánh Bình Dương. Thì ngày hôm nay em Phát sẽ cập nhật cho anh chị một mẫu Mazda BT50 đời 2019 phiên bản số tự động, máy dầu một cầu anh chị nha. Rồi, trước mắt thì mời anh chị cùng tham quan với em Phát một vòng quanh mẫu xe này. Đó, BT50 thì trên thị trường rất là ít anh chị ưu tiên sử dụng mẫu xe này. Đó. Ford thì nó chiếm lĩnh quá nhiều rồi đúng không anh chị? Nhưng đây vẫn là một mẫu bán tải mà giá rẻ, số tự động, option nhiều, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Thì Mazda BT50 2019 sẽ có những phiên bản như là số sàn nè, số tự động một cầu, số tự động bản này ATH đó, và một máy 3.2 hai cầu. Thì đây BT50, và con này chủ xe đã lên được cái nắp thùng cao cho anh chị nè. Đó, rất là nhiều option ha. Nước sơn màu trắng. Con này mới lăn bánh có hơn 6 vạn thôi. 68.000 cây. Thì em Phát sẽ review chi tiết cho anh chị mình cùng xem. Và những anh chị nào đang có nhu cầu sử dụng máy tải mà giá chỉ có hơn 400 triệu, đời cao đó, thì hãy quan tâm đến mẫu xe này. Rồi, trước mắt anh chị đây, mặt ca lăng của Mazda thì rất là hầm hố nè. Mẫu xe này anh chị nhìn vậy thôi nhưng mà ngồi ở trong tầm lái rất là tốt luôn anh chị nha. Đó, mặt ca lăng nè, hầm hố, đèn pha đã được lên đèn bi rồi. Đó, vẫn đang kiểm được bình thường anh chị nha. Rồi, bước qua phần bên này đi. Chiếc xe này sử dụng vỏ Bridgestone mâm phay, và vỏ này là vỏ zin theo xe nha anh chị nhé. Đây, đách lốp nè, năm 2019 nè. Đó, và vỏ nó còn dày như thế này. Ô tô 68.000 cây anh chị. Đó, mâm R17. Và điểm đặc biệt của BT50 đó là có gập gương điện. Đó, rất là ít dòng bán tải mà trong phân khúc tài chính như thế này mà có gập gương điện anh chị nha. Đó, ốp gương chrome, có xi nhan gương, có gập gương điện. Tay nắm cửa mạ chrome và chân kính cũng có viền chrome luôn. Đó, rất là nhiều trang bị trên chiếc xe này rồi. Đây, anh chị quan sát cho em Phát nè, cái tắp bi cửa nè. Đó, còn rất là đẹp luôn. Đó. Đây, có gập gương điện nha. BT50 thì sử dụng một bộ ghế da có lỗ thoát khí, ngồi rất là mát mẻ luôn. Đây, ghế da riêng theo xe, nước da đen, nội thất đen. Có lót sàn 5D rồi nè. Đó. Chiếc xe hoàn toàn tổng thể là còn rất là đẹp và tươi ha. Đây. Về vấn đề tai nạn thì chúng tôi ô tô luôn cam kết với anh chị về kỹ thuật là xe không tai nạn đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắc xi. Anh chị yên tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi ô tô. Rồi. Mâm vỏ toàn bộ là zin theo xe. Hai mắt cảm biến da, bốn mắt cảm biến da. Và cái nắp thùng cao này anh chị nè. Đó, chủ xe đã lên sẵn cho mình rồi. Cái nắp thùng này lên thì anh chị vẫn đăng kiểm được bình thường anh chị nha. Đó, thùng này còn rất là đẹp, không có chở đồ nhiều anh chị. Đó, tất nhiên là bán tải mà, thì chắc chắn nó phải có độ xuống ở cái phần thùng. Nhưng đối với cá nhân Phát đánh giá thì đây, cái thùng này còn rất là đẹp luôn. Và từng cái đinh bấm nè, anh chị nhìn nè, đinh bấm nè, không hề có một dấu hiệu gò lại anh chị nha. Đó, mọi chi tiết là nguyên bản. Rồi, ok. Và phần gầm xe nè, phần gầm xe. Đây, chiếc xe 71 Bến Tre nhưng gầm bệ rất là đẹp và sáng luôn. Đó. Vỏ sơ cua, đồ nghề là đầy đủ. Khi bên em giao là phải đủ bộ chìa khóa nè và đồ nghề sơ cua. Đó, những cái đó anh chị lưu ý giúp em, bạn sale nào thiếu thì anh chị phải yêu cầu là giao đủ cho anh chị nha. Đó. Sơn xi đẹp. Và cái hàng ghế của bán tải á, thì tất nhiên rồi, ngồi nó sẽ không thoải mái đâu. Nhưng ghế của Mazda BT50 thì lại được sử dụng da của Thái Lan, nên là rất là mềm mại và êm ái. Xe này nhập Thái Lan nguyên chiếc anh chị nha. Đó, ghế da của Thái Lan như là Honda Civic, Honda CR-V rồi nè. Đó, ngồi rất là mềm và thoải mái. Đây, và cái phần khoang bên phụ. Đó, rất là rẻ thôi. Đây, em phải quay cho anh chị mình xem nha. Đầu CD zin theo xe nè, điều hòa auto hai vùng độc lập nè. Đó, rất là nhiều option. Cảm biến da thì có nhưng camera thì chưa anh chị nha. Mẫu xe này ví dụ anh chị có lấy á, thì mình lên thêm một cái màn hình Android, nó sẽ đủ option hơn cho mình. Và vô lăng nè, rất là đẹp luôn, không một vết bóng mòn nào anh chị ha. Không một vết bóng mòn nào. Đây, ga tự động Cruise Control cũng có đủ luôn. Odo là 68.000 cây thôi, rất là ít. Đó, củ số nè anh chị. Đây, củ số nè.
không một vết bóng mòn nào luôn. Đó. À, ok. Điều hòa của Mazda thì anh chị yên tâm, rất là mát, lạnh sâu anh chị nha. Và em Phát sẽ quay ngay cái khoang động cơ của mẫu xe này cho anh chị mình cùng xem. Rồi. Đây là động cơ 2.2 của Mazda BT50. Máy dầu nổ cực kỳ là êm luôn. Đó. Động cơ dầu chắc chắn rồi nó sẽ hôi. Nó sẽ hôi, nhưng với anh chị nào quen rồi thì nó không có đáng kể đâu anh chị. Đó. Và từng cái xương đầu nè. Đó, từng cái xương đầu. Từng cái đèn, đó, tem zin nguyên bản, không có dấu hiệu chạy lại. Ốc cabo keo chỉ là zin nguyên bản ha. Đó. Rồi. Động cơ 2.2 phiên bản số tự động thiếu. Bản này nó chỉ hơn cái bản số sàn thôi chị. Đó. Rồi, Mazda BT50 2019 phiên bản 2.2 số tự động, máy dầu một câu. Lăn bánh được 68.000 km và trung thực auto đang mong muốn bán mức giá là 456 triệu đồng. Đó, 456 triệu đồng bao rút hồ sơ và anh chị đã sở hữu ngay bán tải. Bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và đời rất là cao anh chị ha. Đó. Anh chị quan tâm mẫu xe này hãy đến ngay trung thực ô tô chi nhánh Bình Dương, tọa lạc tại địa chỉ 709 DT743B, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hoặc gọi điện cho bên em với số hotline 0975 792222 anh chị nhé. Em có để số điện thoại ở dưới phần mô tả. Thì cảm ơn anh chị đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.